evening, but welcome to our lecture today. Now, before the lecture today, I want to check the homework. Để khi vào buổi học ngày hôm nay thì cô muốn kiểm tra bài cũ của các bạn. Now, before the lecture today, I want to check the homework. You look at the picture. Look at the picture, tell me. What is it? What is it? Think quietly. Now, bằng tiếng khóa đó có khi tên hình như đang để tên mẹ ở đấy phải không? Yes, now you look at the picture. Tell me what is it? Một cây nào. Cây nào, good job. Sunny. Sunny is so big. The next one. What season is it? Season. Mùa nào đây? Đây là mùa nào? Mùa đông. Mùa đông chúng ta sẽ có tên tiếng Anh. Winter. Winter. Where is it? Tonight. Mùa hè chúng ta sẽ có từ gì nữa? Sunny. Sun. Mùa hè. Mùa hè. Summer. Summer. Excellent. Autumn. Autumn. Good job. What season is this? Spring. Spring. And? What weather is it? Rainy. Good job. And the last one. Tornado. Very good. And lightning. So do biggest thing five. You get 10 points. 10 points. Bạn sẽ nhận được 10 điểm. Ok, now the next question. Công hoa quýt. The teacher. Yes. Hello, Công hoa. Now you look at the picture and tell me. Volcano. Volcano. The next word. Sunny. Winter. The next. Summer. So good. Autumn. Very good. Spring. Very nice. Now the next one. Rainy. Good job. Tornado, excellent. Now the last one. Lightning, very good. Thank you so much. You got 10 points. The next person, Trong Kiến. Yes. Hello, Trong Kiến. Now you look at picture and some word is it? Hello, picture. Yes. Volcano. Volcano, very good. Sunny. Sunny, excellent. Mẹ muốn thử nặng này. Autumn. Cái này là mùa đông. Winter. Mùa hè chúng ta sẽ Summer.
Summer, very nice. Now the next one. Autumn. Autumn, very good. Suffering. Suffering. And? Rainy. Rainy. Now the last. The last one. Từ cuối cùng nào. The last one. Tornado. Tornado. And? Lightning. Lightning. Well done. Thank you, champion. Okay, time frame. Thumbs up, please. Nguyễn Thông, dạ. Okay, now you look at the picture. Tell me what is it? What season is it? Không phải Minh Anh của cô quá. What season is it? Let us move now. Không phải Minh Anh cô. Rồi, em cố gắng lượt sáng một bé nách con lên là gió. Mở bị tối, vậy màn hình của các ba nách. Ra cái điện thoại hoặc là màn hình của mình sáng một bé sẽ như vậy. Cô tán của cô chứ. Chưa cô ơi. Chưa. Mua gì đây? À, tôi mua đắng chứ mà không. Why? Why? Nào, ok, nhìn thấy bức tranh của cô cho em. Trong giờ áp nhìn thấy tranh của cô chứ. Rồi. Rồi, ok, now you look at the picture. Tell me what season is it? Mùa đông, nó sẽ có tên gì nào? Wine. Winter. Nắng hồi. Đẹp đấy. Summer. 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 The next. Cô nhớ cái anh cáo lên tỷ quá. Có thú thì ta sẽ có tên gì nào? Autumn. Summer. Autumn. Now autumn. Autumn. Autumn là có nghĩa là mùa thu. Thế này, mùa xuân. Spring. Spring. And? Rainy. Rainy. Tornado. Tornado so big. Lightning. Lightning. Good job. And? Volcano. Volcano. What weather is it? Sunny. Sunny. Nhìn cái hình cổ thôi. Lion. Winter. Nào. Chủ nhá, đóng winter. 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 Okay, from the up to you. Now, the next person, bạn tiếp theo nữa. Tinh tâm. Winter. Ok, bạn Minh Tông. Winter. Winter. Summer. Summer. Autumn. Autumn. And? Spring. Spring. Rainy. 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 Rainy.
Lúc sợ em. Từ nay đâu? Từ nay đâu? Từ nay giờ, good job. Learning. Để up, chúng ta sẽ có từ lắp. Learning. 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 Volcano. Volcano. And? Funny. Funny. Ok, đánh trống please. Rồi bạn đánh trống. Mở lại cho cô nhá. What season is it, Bingo? Spring. Spring. Rainy. Rainy. Tornado. Tornado. Lightning. Good job. Volcano. Volcano. Very good. Sunny. Cozy. Winter. Great. And? Summer. Summer. Autumn. Autumn. Very well. Okay, it is the old lesson. Now today we will learn about new topic. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái chủ đề mới. So, welcome to our lesson. Có nghĩa là... welcome to our lesson có nghĩa là chào mừng các bạn đến với tiết học ngày hôm nay. So the first one I have warm up là phần khởi đầu. Guess what letter we will learn today? Guess what letter we will learn today? Có nghĩa là bây giờ các bạn sẽ đoán thử cho tôi chúng ta sẽ học letter nào, phonics nào trong buổi học ngày hôm nay. Dựa vào các từ như sau. Ok. What fruit is it? Now what fruit is it? What fruit is it? Quả gì đấy các bạn? What fruit is it? Hãy in place. What fruit is it? Cháu thứ có quả cắn độc là orange. Orange, orange, very good, orange. Orange, các bạn để nhá, từ orange, orange, orange. The next. The next. Nguyễn Bảo Anh, please. What animal is it? What animal is this, Bảo Anh? Rồi, con bạch tuộc chúng ta sẽ đọc là gì nữa các bạn? Có bạn nào biết không? Mở mic ra nói cho con á. Con bạch tuộc chúng ta sẽ đọc là gì nữa? Rồi, thế thì Bảo Anh, bạch tuộc chúng ta sẽ đọc là octopus. 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 Là con bạch tuộc. The next. Now again. Ostrich. 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 So what letter is it? Now what letter is it? Linh Khoa, what letter is it? What letter is it? Letter O. Letter O, sao? Sao? O. Sao O. Okay, well, today we will learn about phonics. O, phonics O, and vowel O, O, orchid, octopus, orange, orange, octopus, orchid, orchid. That's today we will learn lesson 12, phonics O, and what food do you like?
What food do you like? Hôm nay chúng ta sẽ học cả từ mới về phonics. Oh, và what food do you like có nghĩa là món ăn bạn yêu thích là gì? Phonics. Oh, and what food do you like? What food do you like? Các bạn ghi một bài và thử nghe của ngày hôm nay vào vở. Oh, and what food do you like? What food do you like? Có nghĩa là món ăn bạn yêu thích là gì? What food do you like? Hãy nơi. Oh, and what food do you like? What food do you like? Phonics. Oh, and what food do you like? What food do you like? Oh, and what food do you like? Đây là chữ ố nhé bạn. Các bạn chữ ố đấy. Oh, and what food do you like? Cái chữ này cũng của nhìn của các bạn để cố đổi cái phóng sự ra nhé. Dạ, em này xuống nghe. Let's go next. Oh, and what food do you like? What food do you like? What food do you like? Did you finish? Did you finish?
Now let's watch the video. That's now. Can you get it? No. Ba nó có thể đoán cho cô cái này là cái gì không? Nói bằng tiếng Việt cho cô. Đang thôi. Nào, đoán cho cô cái này là cái gì không? Bằng tiếng Việt đang thôi. Mở mắt cho cô. Dạ. Cái thứ nhất là cái đồng hồ. Cái thứ hai là cái ổ khóa. Rồi cái này. Giờ đó là kia nồi. Rồi tiếp theo. Giờ đó là cái chùi rô nha. Rồi cái chổi, vậy em có thể nói tiếng Anh cả cái từ này không? Em có thể biết được một trong những từ tiếng Anh của các phần này không? Rồi chúng ta sẽ học. Từ đầu tiên cái đồng hồ thì chúng ta sẽ đọc là clock, 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 clock. Clock, 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 clock. Ở đây tại sao nó lại có S? Vì ở đây cô có 1, 2, 3 và 4 cái đồng hồ. Tức là số nhiều. Thì cái này sẽ có S các bạn nhé. Còn bình thường thì từ này sẽ không S. Ví dụ 1 cái đồng hồ thì các bạn sẽ viết cho cô chữ clock. Clock, clock là 1 cái đồng hồ. Còn bên này ổ khóa. Đây cô cũng có 1, 2, 3, 4 và 5 cái ổ khóa. Thì cô sẽ có ở đây S số nhiều đấy chứ. Lock, lock. Clocks, 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 clocks. Có nghĩa là những cái đồng hồ. Locks, 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 locks. Là những cái ổ khóa chứ. Rồi những cái nơi chúng ta sẽ có từ pot, 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 mang tính chất số nhiều. Từ hai cái trở lên thì chúng ta sẽ thêm chữ S này vào. Pot, pot,
pot, pot. Và từ cuối cùng chúng ta sẽ đọc là mop, 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 pot, 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 mop, mop, lock, lock, clock, 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 lock, 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 clock, lock. Pot, 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 và mop, mop, mop. Nó bằng ngọc, bằng ngọc lít. Can you repeat? Rồi nhắc lại cho con nó. Pot. Mop. Lock. And? Clock. Where is this thinking from? Bạn tính quá. Bạn ơi. Ờ, trong đây. Clock. Clock. And? Lock. Lock. Pot. Pot. Mop. 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 Well done. Thank you, Linh Hoa. The next one is Hải Yến. Oh. Mop. Mop. Pot. Lock. Lock. Clock. 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 Lock. 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 Pot. Pot. And mop. Mop. Pot. Okay, now the next person. Bạn đi kéo nó. Cô hãy á. Thôi bạn chỉ kéo nó. Mop. Pot. Lock. Clock. Clock. Lock. Pot, mop, locks, pots, clock, clock, locks, pot, mop, mop, pots, locks. Colors, colors, phonics, all, sound, all. Colors, love, heart, and mop, mop. Và từ này khi ở dạng số ít không có chữ S thì duy nhất chỉ có một cái đồng hồ. Nhưng ở đây cô có 5 cái thì mang tính chất là số nhiều rồi. Cho nên chúng ta phải một S ở đây thì chắc nhiều cái đồng hồ. Nhiều cái ổ khóa, nhiều cái nơi. Và nhiều cái rẻ lau sàn. That's cool. Lock. Port. Port. Mop. 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 Port. Port. Lock. Clock. Clock. Lock. Port. Mop. Happy. Clock, lock, box, mop. Excellent. Rồi, rất là tốt. Now, the next question. Thumbs up. Nhìn clock.
Lock. Fork. Mop. Well done. Rồi. Rất là tốt rồi. Now the next person. Bạn tiếp theo nữa. Thả Doanh. Mop. Mop. Fork. Mop. Rồi, từ nay chúng ta sẽ là fork. 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 Clock. 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 Lock. Lock. Clock. Clock. Lock. Fork. Mop. 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 Thanks, cả Doanh. Now the next person. Tống Hoa. Collection. Collect. Đừng có đọc là collection. Mà cả collect, collect. Âm sao của con chúng ta sẽ đọc từng chữ đi. Collect, collect. Collection. Collection. Lots, lots. Cái sao đấy chúng ta sẽ không bật ra khỏi cái khoáng miệng đó. Các bạn cũng đọc. Clocks, 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 clocks. Rồi tiếp theo. Fox. Đúng rồi, cái tên đúng. Mox. Mox. Mop. Rồi, bình thường cái gì mà không có từ F thì chúng ta sẽ đọc là mop, clock, lock và từ fork. Nhưng mà khi ở đây trong từ mở câu cho các bạn có thêm F thì các bạn phải đọc bật kem rõ của từ F ở sau với chúng ta sẽ thêm F thôi. Clock, clock, lock, fork, fork và mop, mop. Nguyễn Bảo Anh. Clock. Fork. Fork. Now fork. 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 Mop. 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 Clock, clock, lock, lock, pot, pot, và mop, 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 pot, pot, lock, lock, clock, clock, clock. Cái chữ sơ đấy, bạn đang đọc là clock sơ, mà chữ sơ lại được bật ở trong khoáng miệng như kiểu tạo một cái dòng chỗ ở trong trong cái khoáng miệng đấy, lock, lock. Ví dụ là đấy, cross, cross, lock, lock, cross, cross, mop, mop. Rồi các bạn ghi phần từ mới về phonics O và mở cho con. Sẽ có bốn từ là từ cross, em ghi đôi, lock, mop. Rồi em ghi đôi. Rồi cross, cross. Thôi cười em ghi đôi. Tới trong kiến nữa đâu. Còn em ghi đâu. Clock. Lock. Fork. Mop. Very good. Đang thôi. Yeah. Clock. Lock. Oh. Part. Passa. Mop. Great.
Rồi các bạn, cái cơ bản thì cái từ này đã được đọc rồi. Chỉ có hơi một cái phần nhỏ xíu là cái cách đọc âm đuôi S này, bạn sẽ quen này. Cho nên là các bạn chưa bắt được cái âm đuôi của nó. Clocks, clocks, locks, locks, pots, pots, mop, 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 pots, locks, clocks, clocks. Later, then Tom and Jerry. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Now before the game, you lower the hand. Lower the hand. Ha, cánh tay của mình chỗ nào? Lower the hand. Từ khi chơi thì các bạn ha, cánh tay của mình xuống cho nó đã nào. Đừng la tôi la tôi thua tâm đừng có nói nữa I will count number 1, 2, 3 tôi sẽ đếm từ 1 đến 3 và các bạn sẽ nhanh tay và trả lời cho cô nhé, nhanh tay và mở phần raise your hand, mở phần giơ cánh tay lên cho cô nhé, tôi sẽ count 1, 2, 3 do you understand? Bây giờ các bạn hạ tay, sau đó là cô sẽ đếm từ 1 đến 3. Sau khi hiệu lệnh thứ 3 của cô kết thúc, bạn nào giơ tay nhanh nhất thì cô sẽ gọi bạn ấy trả lời. Ok, đó là các bạn phải nhanh trong phần này được chưa? Vừa nghĩa cô đếm và vừa đẩy tay ở phần chỗ raise your hand. Ok, call 1, 2, 3. Bảo Anh. Not clothes, yes or no? Take off clothes. Clothes. Clothes, có thể tích dấu V này là bằng từ Z, còn từ dấu nhấn này sẽ là từ no. Ở đây, người ta cho từ clothes và những bức tranh về đồng hồ thì từ này có đúng không? Yes or no? Z. Z. Now, link clothes, please. Yes or no? Clothes. Good. Now I will check. That's very good. The next question. Ding dong. No. 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 What is it? What is this? Pork. Now ding dong, please. What is it? Mock or pork? It is pork. Pork. That's pork. Correct answer. The next question. The next question. Tong Kim, please. Law to death or no? No. That or no? Yeah. That. Okay, now the next question. Bảo Hà please. What is it? Bảo Hà, what is it? No. No. That or no? That? Yeah. That. That's right. Now the next question. Have we played? What is it? More? Yes or no? Yes. That's more. Mm-hmm. Now the next question. Kazan, what is it? Yes. That? Now I will check. Very good. The next picture. The next picture. Tông Hoa, what is it? Log. No. Log, Z or no? Cái này là từ log có đúng không? No. No, what is it? Clocks. 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 Clocks.
No. That's the correct answer. Okay, thank you. Rồi, chúng ta sẽ vào phần cấu trúc đầu tiên. Đòi hỏi có bao nhiêu? Tức là có bao nhiêu cái đồng hồ ở đây? Có bao nhiêu cái quả ở đây? Hoặc là có bao nhiêu cái nồi? Hoặc là bao nhiêu cái chổi? Thì cô sẽ có cấu trúc là how many? How many clothes? How many clothes? Và cách trả lời chúng ta sẽ sử dụng là ZA cộng với số số đồng hồ, số quả hoặc là số cái nồi. Rồi, how many clothes? How many clothes there are? How many clothes? There are 6 clothes. Có bao nhiêu cái đồng hồ? 2, 4, 5 cái quả năng. There are 5 look. There are 4 pots. How many clothes? There are cộng với các bạn khoán nữa nhé. Cô sẽ chuyển sang cái phần cấu trúc này để các bạn dễ hiểu hơn được chứ. How many chúng ta sẽ cộng với danh từ đếm được và sau đó là có S, có bao nhiêu cái gì. Cách trả lời chúng ta sẽ sử dụng là ZA cộng với số đếm. Số đếm ở đây có nghĩa là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Và cộng với danh từ phía sau đó là có S, có bao nhiêu cái, có bao nhiêu cái đồng hồ, có 5 cái đồng hồ. Các bạn ghi ví dụ cho cô. How many clothes? There are 5 clothes. Có 5 cái đồng hồ. How many cộng với danh từ điểm được có S. Rồi các bạn ghi vào ghi phần cấu trúc đầu tiên vào vở cho cô. How many. Cách trả lời của how many chúng ta sẽ sử dụng là ZA cộng với số đếm. Số đếm muốn là 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi mà các bạn đã ghi lý thuyết này xong rồi thì cô sẽ trở lại cái phần bức tranh lúc nãy và hỏi các bạn có bao nhiêu cái đồng hồ, có bao nhiêu cái ổ quả, có bao nhiêu cái nồi và có bao nhiêu cái chổi chứ. How many cộng với danh từ điểm được của S. ZA cộng với số đếm. How many cộng với danh từ điểm được của S. Cách trả lời là ZA cộng với số điểm và cộng với danh từ của S. Khi hỏi ở đây chúng ta mang tính chất số nhiêu thì khi trả lời nữa chắc chắn là
cũng phải là số nhiều được chứ, thì sau này cũng phải thêm s. Công đang tư cổ. Sợ. E sao? How many cốc cốc? Đây. Đọc thì thống nhất. Cờ lốc cá sấu. Cờ lốc cá. Cốc. They are five blocks. Xin chào. E và từ x này có nghĩa là example, là ví dụ nhé các bạn. Từ này là ví dụ giống tiếng Việt đấy. Example. Rồi bây giờ các bạn sẽ quay lại vào cái màn hình này. Rồi các bạn sẽ thực hành hỏi hỏi các cái vật cái này của ba như cái cô nhé. Đầu tiên cái đồng hồ, thứ hai là cái khóa, cái thứ ba là cái nồi và cái thứ tư là cái rể lau nhà. Tức là cái chổi lau nhà đấy. Thì các bạn sẽ hỏi cô cấu trúc là how many clothes, how many locks, and how many shirts, how many mop, có bao nhiêu cái đồng hồ, có bao nhiêu cái ổ khóa, có bao nhiêu cái nồi và có bao nhiêu cái chổi. Rồi công hoa quiz. The teacher. Yes. How many pots? There are three glass. Now, how Lock. Many pots? Pot. There are four pots. Pot. How many? Okay, how many lots? There are five lots. How many more? There are two.
More. More. Rồi, the last one. How many clocks? How many? There are six clocks. There are six clocks. Well done, this is Dong Wang. Đinh Tòng, Đinh Trung, hai ban thực hành hỏi cho cô nè. Rồi, bạn Đinh Tòng và bạn Đinh Trung, hai bạn thực hành hỏi của cô nhé. Một bạn hỏi và một bạn sẽ trả lời. Ai hỏi cũng được và ai trả lời cũng được. Hay game từ John. How many lock? There are five lock. How many boats? There are four boats. There are four boats. How many rocks? There are two rocks. Yeah, two more. How many boats? There are six clocks. Yeah, six clocks. Well done. Thank you, Purple. Bạn Khả Doanh và bạn Đinh Quá đó. Mẹ con hỏi đi. How many clocks? How many clocks? There are six clock. How many lock? How many lock? There are five lock. How many balls? There are two balls. How many more? There are two more. Yeah, two more. Ở đây là four balls nha. Four, có bốn cái nôi đúng không? Four. One, two, three and four. One, three, four. Okay, thanks, think far and start, right? Con hỏi. Cặp à? Nó cho mấy couple cặp đôi tiếp theo nữa. Rồi bạn Bảo Ngọc và bạn Hà Vĩ nữa. Bạn Bảo Ngọc và bạn Hà Vĩ nó 21. Con đang 21. Con hỏi trước đi. How many clock? There are six clock. Tên câu này. How many clock? There are five clock. Bạn rõ chưa? How many clock? Yeah, four balls. How many balls? Yeah, two more. Very good. Thank you, Harvey and Bảo Ngọc. Đăng Khôi. And Song Kiến. Bạn đáng khối và bạn trong kiến đó. How many clock? Đáng khối trả lời cho con đó. How many clock? Nine.
They are six clock. How many needle? They are six clock. How many pot? They are six pot. How many more? There are two more. There are two more. Thanks, Uncle and Stone. Thông kiến. Bây giờ cô có một câu hỏi nhỏ. Nó liên quan đến cấu trúc của ngày hôm nay, nhưng mà lại không có một cái từ mới gọi là people, người. Cô muốn hỏi là how many people are there in our class? How many people are there in our class? Có bao nhiêu người trong lớp học của chúng ta? How many people are there in our class? How many people are there in our class? Có bao nhiêu người trong lớp học của chúng ta? In our class. How many people? Rồi, hiện tại là participant là 15. 15 có nghĩa là 15. Vậy chúng ta sẽ trả lời câu này như thế nào? Okay. Bạn nào có thể trả lời thì giơ cánh tay qua màn hình cho cô nhé. Có thể nhìn qua màn hình. Rồi, Đinh Khóa đó. How many people are there in our class? Đinh Khóa, em có trả lời được không? Yeah, 15 people in the class. In the class. How many people are there in our class? There are 15 people in our class. Hoặc là in the class. Okay, very good. Rồi, bạn Đinh Khóa có thể cho bạn Đinh Khóa 9 điểm. Hay trả lời đúng câu này có cho 9 điểm nhé. Cô ghi ba rồi. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang mục bài học tiếp theo của ngày hôm nay. Chính là phần What food do you like? Bạn thích muốn ăn nào? Đây thì chúng ta sẽ có thịt bò. Chúng ta sẽ đọc là beef. Thịt lợn thì chúng ta sẽ có là pork. Rồi, thịt gà chúng ta sẽ có là chicken. Và bánh mì chúng ta sẽ đọc là bread. Beef, pork, chicken, bread. Các bạn nhìn lại hình ảnh này nhé. Đây là thịt bò thì chúng ta sẽ đọc là beef, pork, chicken. Great. Vì từ cả là từ fit các bạn đã được học rồi, cho nên cô không liệt kê trong buổi học ngày hôm nay nữa. Chứ từ này chúng ta sẽ đọc là great. Chicken. Pork. Và từ này chúng ta sẽ đọc là
B. Pork. Chicken. Bread. Chicken. Pork. Và beef. Pork. Chicken. Bread. Chicken. Pork. Beef. Pork. Chicken. Bread. Bảo Ngọc. Bread. Chicken. Pork. Pork. Beef. Beef. Very good. Các bạn lưu ý nhá, cái từ này nó sẽ đọc. Lúc nãy chúng ta có cái nôi, chúng ta sẽ đọc là pork. Còn từ này, thịt lờ này, các bạn sẽ đọc là pork. Ở đây cái âm o này nó đã được, âm o này là o dài đấy, bạn đọc dài thì o này là pork. Và bật cái âm đuôi cá này thành cực, pork. Lúc nãy là pork. Còn từ này là pork. Bạn Đinh Cao Minh đúng lắm. Cả hai bạn đang cho cô nha. This is pork. Chicken. Bread. Good job. The next person, bạn tiếp theo nào. Đáng thôi. Yeah. Good. Pork. Beef. Thank you, Sáng Thôi. The next, Thả Doanh. Beat. Pork. Chicken. Bread. I think this is Thả Doanh. The pronunciation is very good. Cái phần phát âm của em đọc rất là hay. Rồi, the next. Không hoang. Bread. Chicken. Pork. Beef. Speak louder. Beef. The last sound is quiet. Good. Bằng tổng hoang đọc khi khá là to rồi, nhưng mà cái phần bật ấm cuối ấy, nó hơi rộ quá. Mình không đọc là poker, mà đọc là pork. Cái âm này nó đang ở trong cái khoang miệng, không bọc bật ra. Pork. Đấy, pork. Xong giảm lắm. Beef. Pork. Chicken. And bread. Now phonic B. Bread. Good job. Rồi, this vocabulary. Now write the notebook.
Các bạn ghi từ mới vào vở cho con. Beef, pork, chicken, bread, chicken, pork, beef, pork, chicken, bread. Rồi, ghi từ mới vào vở nhé, bạn. Có 4 từ mới về phần what food do you like? Sao vì nó đọc lại cho con đó. Peace. Pass. Park. Kitchen. Pantry. Now, beret. 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 Chicken. Kitchen. Now, chick là con gái chick ấy. Chick. Đấy, rồi. Chicken. Để em đọc. Rồi, đọc như lúc nãy là thanh ra là chữ kitchen đâu nha bếp rồi nhá. Tôi nay phải lưu ý là chicken, bread. Rồi đọc lại. Bread. Chicken. Rồi, đúng rồi. Pork. Beef. Beef. Rồi, ok. Thành chí nó đọc cho con nghe nó. Xem thì thành chí. Beef, pork, chicken, bread, chicken, pork, beef, pork, chicken, bread. Rồi, Khánh Chi, đọc lại cho cô nữa. Rồi, cố nhắc lại các bạn nhé. Từ này đọc là beef, pork, chicken, bread, chicken, pork, beef, pork, chicken, bread, chicken, pork. Bị. Rồi, phần grammar là phần cấu trúc. Hỏi bạn thích ăn món gì? Chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. What food do you like? What food do you like? Bạn thích ăn món gì? Hoặc là món ăn gì mà bạn thích nhất? What food do you like? I like cộng với món ăn mà mình yêu thích, được chưa? What food do you like? What food do you like? I like cộng với món ăn. Ví dụ I like fish, tôi thích ăn cá, hoặc là I like chicken, tôi thích ăn thịt gà. I like pork, tôi thích ăn thịt lợn, hoặc là I like fish, tôi thích ăn thịt bò. Yeah. What food do you like? I like cộng với món ăn.
What book do you like? I like Tom and các bạn nghĩ cấu trúc này bao giờ như thế nhá. What food do you like? Now, someone, can you tell me what food do you like? Now, can you tell me what food do you like? I like chicken. Chicken and còn món gì nữa không? Và món gì nữa? And bread. 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 Ding Hua, can you tell me what food do you like? Có thích bảo không? What food do you like? I like chicken. I like chicken. 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 Yes. Khải Doãn, can you tell me what food do you like? I like chicken. You like chicken. Ding Dong, what food do you like? Rồi, bạn Ding Dong trả lời cho cô cũng được. What food do you like? Rồi, you like chicken, but open your mic. Mở mic ra cho cô đã. What food? I like chicken. You like chicken. Now think of what food do you like? I like bread. I like bread. What food do you like? Em thích ăn món gì nhất? I like chicken. 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 It's the same thing too. Thả giải nào. What food do you like? I like chicken. You like chicken. Okay, good job. Rồi, hỏi bạn thích món ăn gì? Thì chúng ta sẽ có là what food do you like? What food do you like? I like cộng với ăn mà mình yêu thích. Rồi tiếp theo nhá. Khi mà các bạn ghi xong phần này rồi thì cô sẽ có một phần gọi là ôn tập lại từ mới mà các bạn vừa được học. Được chưa? Trò chơi này mang tên là Memory Game. Memory Game. Memory Game.
có nghĩa là trò chơi trí nhớ. Được. Đây là một trò chơi trí nhớ. Bây giờ các bạn sẽ nhìn lại từ mới lúc nãy giờ cô cho các bạn là bao gồm 8 từ mới. Bây giờ các bạn quan sát lại vở của mình trong vòng 2 phút để chúng ta sẽ nhớ lại cái phần này. Cho memory game là trò chơi trí nhớ, các bạn đọc thật kỹ phần từ mới nhá. Rồi sau đó thì cô sẽ cho xuất hiện cái phần trò chơi này. Và trước khi chơi thì các bạn vẫn cái này các bạn sẽ là cánh tay của mình thử cho cô. Khi nào mà thấy câu đầu tiên thì các bạn sẽ giơ tay lên để trả lời và cô sẽ lấy điểm luôn. Chưa? Đấy gọi là trò chơi ghi nhớ memory game. Rồi bây giờ các bạn sẽ quan sát trong vở của mình 8 từ mở các bạn vừa học trong vòng 1 phút nữa. Rồi sau đó cô sẽ có 6 tấm hình tương đương với 6 từ mới mà các bạn mới học. Rồi cô có 6 tấm hình và 6 tấm hình này sẽ có một thứ tự giống nhau. Tức là trong cả cái slide thì thứ tự của nó sẽ vẫn thứ năm nguyên ô chỗ đó, nhưng mà cô cho các bạn ghi nhớ thứ tự của các chữ tên ô và các bạn sẽ quan sát trong vòng 10 giây và những slide tiếp theo sẽ có hiển thị các cái chữ này, cái chữ thứ mới ấy, thì nó sẽ nằm ở ô số nào, 1, 2, 3, 4, 5 hay là 6, thì các bạn phải nhớ nó là nằm ở vị trí nào và nói cho cô biết là nó ở vị trí nào để chơi memory game cũng như là trò chơi ghi nhớ. Rồi bây giờ cô sẽ cho các bạn quan sát vào màn hình điện thoại nhá, màn hình của cô nhá. Cô sẽ đưa ra thứ tự sắp xếp của các từ mới và yêu cầu các bạn phải nhớ thật nhanh từ nào chưa? Nằm ở ô số mấy? Rồi 10 giây bắt đầu. Nhìn vào màn hình điện thoại cô. Rồi quan sát thật là kỹ nhá. Sáu, năm, 4, 3, 2, 1. Now let's start. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 and number 6. Let's start. Now to lock sẽ nằm ở ô số mấy? To lock. Lock. Now who can? Trong chiến đó. Lock. Dạ vừa có ô số 5. Lock. Ở số 6. Wrong. The next person. Đúng không? Sáu. Có gọi lại không? Rồi, từ lock sẽ nằm ở ô số mấy? Đây, từ lock. Các bạn có cần quan sát lại thì... Six. Number six. Oh no. Lock. Các bạn có cần quan sát lại thứ tư của các từ mới này ở các ô một lần nữa không? Các bạn có muốn quan sát lại một lần nữa không? Có thể cho các bạn quan sát lại một lần nữa. Yeah. Rồi. Yes. Yeah. Break, lock, beat, lock, 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 and more. Okay. Lock number. Anh chị, please, the lock sẽ nằm ở ô số nào? Four. That is correct answer. Number four is lock. The next
Bread. Bread. Thumbs up, huh? Bread. Rồi, từ bread sẽ nằm ở ô số nào? Two. Number two. No, phải rồi anh. Cái quan sát có apply. One. Number one. Okay, number one is correct answer. That's number one. The last word, pot. 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 Bảo anh, please. Pot sẽ nằm ở ô số mấy? Not quickly. Number one, number two, number three, number four, number five, number six. Nó bảo anh đó, quickly, nhanh tay lên đó. Rồi bạn Vinh Hoa nào trả lời cho cô nào, từ pot nó nằm ở ô số mấy? Two. Number two. That's right. The next word. Big. 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 Now who can? Mình bi này chứ mình bi. Một cái răng. Biết không? The big. Number three. Number three. Now, are you sure? Đã chắc chắn về đáp án của mình chưa? Number three. Yeah. Yes. Okay, now the next question. Đợi cho kết quả nhé. Có qua một bàn nữa nhé. Now who can? Bạn nào nào? Bạn Chloe nào? The beast. Nó sẽ nằm ở ô số mấy? Yeah. Also one. Number one. Number one. Number three. B. B. Ding dong is correct answer. Yes. Now to clock. 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 Now again. Thumbs up now. Five. Number five. Okay, number five. Bạn phải cho anh đó, từ clock nó sẽ nằm ở ô số mấy? Five. Number five. Okay, now the next question. Thành chi, từ clock nó sẽ nằm ở ô số mấy đó? Five. Number five. Okay, number five. Clock. Clock. The next, mop. 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 Tao kiến. Six. Number six. Okay, number six. The next person. Bạn Hà Vĩ nào? The most. The most sẽ nằm ở ô số nào, bạn Hà Vĩ? Mình giáo Hà Vĩ nó trả lời cho con là the most. Nó sẽ nằm ở ô nào? Chúng ta còn làm một ô chưa mở nữa. Rồi, có chữ lớn nhá, từ một nó sẽ nằm ở number number 6, number 1 là the break. Number 2 is first. Number 3 is B. Number 4 lock. Number 5 clock. Number 6 mop. Mop. Thế vậy là chúng ta kết thúc trò chơi ghi nhớ memory game. Memory, memory game. Đấy, trò chơi này có nghĩa là trò chơi ghi nhớ khi mà cô cho các bạn quan sát các bức tranh nó nằm ở vị trí thứ tư như thế nào. Thì xuất hiện ở các bức tranh này, chúng ta sẽ bị đẫm tất cả các từ đó lại. Và quan sát yêu cầu của đây là xuất hiện từ nào thì chúng ta sẽ chọn từ đó, ví dụ như xưa, và sẽ chọn ở ô số 4. Đây là một cái phần game cũng rất là hay để các bạn ghi nhớ được chữ từ của các từ.
Rồi, nội dung cơ bản của bài học ngày hôm nay ta sẽ dừng lại ở đây. Now, do you understand? Các bạn có hiểu bài ngày hôm nay không? Nếu có, hãy giơ tay của mình lên cho cô. Yeah. Raise your hand. Okay, the end of the lesson today. Thank you for listening. See you later. Goodbye, teacher. And good night. Thank you so much. Goodbye, teacher. And good night.